Việt Nam gửi sang bên Tây á hả? Đấy, nhưng mà nó không có chùi, là xưa phòng nó chùi dữ lắm. Nó chùi nhá, nhúng nhúng đường vô nó mới chùi, nhúng ví dụ thắng miếng nước đường, thắng nước rồi là nhúng vô rồi nó chùi lắm, sao giờ nó không chùi, chắc lâu quá sao? Chùi là sao thầy? Nó chùi là nó nở phình đó, đó. À chùi là nở phình ấy hả? Đó, tiếng tiếng miền Nam hay sao vậy? Không biết, người ta kêu bánh hồng nó chùi, nó kêu vậy thôi chứ có biết đâu, nó chùi nó nở bự ra, cái cạnh nó nở bự ra nữa nè. Kêu nó chùi có biết đâu là cái những cái danh từ bây giờ dài rồi khi nghĩ là hồi xưa mình không có hậu ấy. Nè, con chưa nghe bây giờ bao nhiêu chùi. Chùi là tiếng Việt có chữ chùi, nhưng mà chùi lại nghĩa nở như thành nói vậy là. Ví dụ như hồi xưa đó là nướng nó vậy nè, để cho cái dĩ, hồi xưa không có dĩ đâu, hồi xưa lấy cây tàu dừa đó. Dạ. Rồi mới đập nó rồi mới sọt vô sẽ làm ba vậy nè, nó làm ba cái tia nè. À, nướng nè, lật qua lật lại vậy nè, tao mới gọi là lưỡi bánh hồng là cái tháng đó. Nó nở như bánh hồng là cái nào từ cái nó cứ nở nó chù xuống vậy nè, chù cái phải vô nó vũ vậy nè. Không biết là bây giờ cái nghĩa tới bây giờ thật sự ra thì cũng không có suy nghĩ. Nhưng mà xưa ông bà nói vậy thì nghe nói vậy. Rồi cái tới thì... hiểu nó là cái gì vậy hả? Hiểu có nghĩa là tại vì nó ngay trước mắt này nó nở bự ra tới giờ đó cái bánh đó, nhưng mà cái dĩa thôi thì tức là nó nở cái về nó bở cái khi nó gần mà cái mâm là rồi. Nếu mà những người mà tao quét tao cán khéo á, tao cán dày á, rồi cái bề này là nó nở bự ra, có khi nó nở cái nở bự lắm ông ơi, cái ăn nó rất là ngon. Thì như vậy đó mới lấy cái mức mà gọi là mức dẻo á, mức dẻo bằng đu đủ với gừng á, rồi mới trét nó vô, giống như là ở ngoài miền ngoài ăn bằng cái gọi là mạch nha vậy đó. Dạ, cà mạch nha. Dạ. Còn này thì lấy cái mức đó gọi là mức dẻo, đâu chứ mức dẻo lấy cái đồ mà tới giờ khách tới Tết thì nhà nào cũng có mức dẻo. Sao bây giờ từ từ bỏ phong tục đó nghe. Chưa đã ai tới cũng mời mới ăn mấy mức dẻo. Thì có cái mấy con cái cây sâm mứt đó chứ thôi đâu có cái sâm mứt đó là nó từ cái vụ mứt dẻo đó. Rồi mới giờ chấm nó vô mới dặn mới vậy nè. Thành cục gì ăn nước trà. Nè con chưa được rồi. Không là trét cái bánh phòng rồi nè. Chứ bánh phòng mà kẹp bạc nha chắc nên bánh phòng có. Trong ngày Sài Gòn này cũng có bán. Mà đa số miền Tây nhiều hơn. Không, miền nhiều cái đó là miền ngoài. Miền ngoài nhiều hơn. Còn miền Tây với bánh phòng này nó ngọt rồi. Mình gọi là cái bánh đa đó, nó trét cái đó. À, cái miền Bắc thì kêu bánh đa, nhưng mà cái bánh phồng này khác là thầy. Bánh phồng nó mềm hơn mà nó không có mè. Dạ. Cái miền Bắc cái bánh đa này có mè. Nhưng nó khác, nó không có ngọt, cái đó bánh phồng này đã ngọt rồi. Nhưng mà thường bánh phồng này là thuộc chính gốc của miền Tây nè, là nó làm bằng nếp. Còn thường cái bánh phồng mà ông nói đó, đó nó làm bằng gạo. À thế à. Gạo thì thành ra nó giòn giòn mới trét cái... rước mạch nha lên rồi mới ở gần trong miền Nam thì ta nạo, ta lấy cái đầu ta nạo dừa, ta rắc lên. Dạ, giặt lấy tí. Còn này á là họ bằng miếp, rồi ăn á là tới cái ngày mà bà con rồi lại dự Tết mời ăn vui chơi á, thì lấy miếng cái mứt dẻo đó, mứt rồi mới đó. À, còn không á, không là làm bánh tét. Bánh tét ví dụ giờ mời ông vậy nè, cái khăn bánh tét để đây, úp lại vậy là rồi cái gì nè. Thế hả? Bánh tét kẹp dạ, cái phòng này bánh hả? Bánh tét chuối đó là kẹp phòng này nè. Nó vừa cái nếp trong đó đó. À, cái phong tục nó vậy đó. Thế hả? Con chưa ăn được ăn bao giờ? Anh chưa được ăn cái đó bao giờ? Bánh tét chuối đó, cắt khoanh mỏng mỏng ra. Rồi lấy bánh này nó cũng bờ. Vâng, kẹp vô. Hai kẹp vô. Hamburger đấy. Hamburger vào miệng. Đó là ở miền Tây, tôi nhớ như in vậy đó. Mà hồi đó còn nhỏ quá, đi hồi... năm mới có 7-8 tuổi à, nhỏ hơn 7-8 tuổi nữa. Thì bà ngoại tôi năm nào cũng hết, từ nhà bà có cái cối hồi xưa, cái cối bằng gạch, bằng cây không nhớ không? Rồi bằng cái chài nó bự, bằng cái đầu bự hơn đầu gối nè. Rồi bà thì khéo lắm, thì tôi nhớ rất kỹ là dùa hay lắm nha, gọi là dùa bột á. Cái quét một cái phình. Thì bà là tở ra bà lấy vậy nè, sao mà vua vậy nè, rồi cái làm cái phình. Cho nên là từ cái ngày bắt đầu ngày rằm nè, rằm tháng chạp, cho tới cái ngày 23 là dường như là bánh quết phình vậy đó. Dạ. Mà quết mà nhưng mà nó khổ nhặt nổi đó. Cái thời đó nó khổ sao á, cái bánh đó, nó bị lộn gạo á. Mỗi lần ăn nó mà nhất là cái thời tuổi trẻ tôi mới nó thay răng đó.
ăn giải hoài là bị gì, ăn nó lột gạo á, nó cứt á, cái cái răng mình nó chung nhích á. Nhớ là cái kỷ niệm tuổi trẻ mà giờ mình đâu còn bao giờ nữa đâu. Ông ba đâu rồi ông ba? Ủa? Sao đòi mình vô cái vô thăm nó trước thì trời. Cái chiếc bánh phồng nè, cái phồng này gọi là phồng nếp, phồng trùi. Còn phồng mì á là làm bằng bằng củ bì, củ hơi mì á. Nhiều loại bánh phồng vậy á? Nhiều loại lắm, rồi bánh phồng vừa nếp vừa gạo nữa, rồi bánh tráng nữa. Mà ở Bến Tre thì nó có danh từ là bánh tráng nghĩa lòng bánh, cái đó là có trà rồi đó, cái bình đó là có trà rồi đó. Không thì uống bình đó đó, bình đó ngon hơn. Dạ. Bình đó trà cốt đó, lúc nào pha cũng pha mình trà cốt cho ngon quá. Nó là bánh tráng Mỹ Lòng, bánh phồng Sơn Đốc á là ngon nhất. Danh từ danh khi cứ gọi là cái câu danh ngôn nó thành có tiếng luôn đó. Bánh tráng Mỹ Lòng, bánh phồng Sơn Đốc. Ở Trà Vinh thì có bánh tét trà cuông. Mỗi tỉnh nó có cái phải không ba? Trà Vinh năm thì có bánh tét trà cuông phải không? Bánh tét. Bánh tét trà cuông hay là bánh bánh bánh, bánh ú? Bánh tét. Bánh ú ở đâu? Bánh ú, bánh ú ta làm thêm cho chỗ nào cũng làm nó nhưng mà nó không đặc sản của trà cuông. Uh-huh. Trà cuông thì chỗ má tôi để trà ra đó. Má tôi để trà cuông. Má tôi để trà cuông nè. Yeah. Nếp này, bánh ăn bánh phồng kìa, rồi lại mới bàn. Bánh phồng này là bánh phồng mì, không, bánh phồng tôm. Bánh phồng nếp. Nếp, à, không nếp. Cho nên tôi nói cái tiếng chùi đó, là giờ đó ông đang hỏi kìa. Thường thường ở quê mình nói, ví dụ bánh phồng mà để lâu quá, nước nó hết chùi. Thế nên giờ nó không chùi, là phải thắng với nước đường, đúng không? Là nhúng vô rồi bắt đầu đem đi phơi lại. Mấy cái từ địa phương đó. Cái từ chùi là sao? Hồi xưa người ta sử dụng, chứ giờ có ai biết chùi là cái gì đâu. Ừ. Không đến anh không biết nữa hả? Có, tôi còn rành chữ chùi là cái... Mình nhớ, ông nghe đúng không? Chùi, ông nghe cái chữ chùi đúng không? Không có, chùi tức là trơn trợt hay sao, hay là nó muốn đi đó. Bởi vì bây giờ mình không phải... Cái này anh á, không, ý ông nói vậy tức là chùi tức là không có smooth thì không có trơn đó. Không phải, không có nở ra nhiều. Không có nở lên đi. Hai chị Bình Đông, hồi xưa nè, tôi kể ông nghe nè, ông nướng vào đúng không? Tôi thích chưa? Thì không nở tức là không có nè, hồi xưa là hai cái cây kẹp bánh đây nè, kẹp bánh nướng cái gì mà nếu mà là ở dưới này bằng rơm hoặc là bằng than, mà thường có bánh phồng này nướng bằng rơm đúng không? Dạ. Rồi bắt đầu nướng đầu tiên là tôi nhớ là vậy là đó, là cái đó cái nở từ từ cái lạc qua là rồi cái nó chùi cái vũ phạch 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 đây nè, mà cái hồng bánh phồng này trước khi muốn nướng á là phải xé mấy góc này nè, bị cái góc nó dai sao lại muốn nướng á hả? Không xé nhỏ nhỏ để cho nó nở luôn, nó nở đó rồi gọi nó chùi khi nó nở nó một bự với vũ vậy nè bởi nước hồng nó đấy mình nói như trở bánh hồng vậy đó. Bảo với cái tiếng chùi nó bởi vì bây giờ mình phải nhắc tới lại coi để trên mạng người ta nghe đó. Vậy thế nào cũng còn những người xưa chứ là thật sự tôi cũng không nghiên cứu làm gì rồi, chứ không ai chữ sử dụng cái chữ đó hết á. Mà có nghe không? Ông nghe chữ đó không? Nghe tiếng chữ không? Trời ơi, cũng khó nghe lắm, không nghe đâu. Bên nào cũng nói mới hiểu hả? Mới để hình dung lại coi là ai đã sử dụng rồi. Mà cái anh bánh phồng này ở Việt Nam bây giờ Việt Nam ôi trời, cái này ăn thường xuyên này là quê mà. Ăn thường xuyên nhưng mà cái rìa này đó nếu mà ổng nói là đúng nó không xé nhỏ ra đó nó không nở cái góc này cái cạnh này luôn luôn nó bị cứng cứng nó còn cái hộp nếp ở đâu có sao nó cứng cái không hộp nếp nó không nở rồi. Nó không đau chùi nó nở ra rồi rìa nó kẹt vậy đó. Bây giờ nó tiếng chùi kìa, tặng cho bà con nghe tới cái từ đó nè. Ờ tôi nói cái hộp nếp là vậy, nó không phải hộp nếp không nở. Nếp là đã phòng là còn quết nó ra nở rồi, chỉ có cái không nở là gạo đó, nó lộn gạo đó. Sao nó dính vô mặt cái thứ nếp là... mặt cái thứ nếp mà đã lộn gạo rồi đó, nó không có chịu nở. Tôi không biết sao kỳ cục vậy nha. Không, cái này phải kiếm mấy cái ông mà nghiên cứu về, không phải là giữ học mà nghiên cứu về. Giờ cái đây là phải kiếm ông Sơn Nam rồi đó, để giảng Sơn Nam mình đi, để Sơn Nam mất rồi hả? Sơn Nam mất rồi. Sơn Nam, ông... mấy ông mà chuyên nghiên cứu về lịch sử dân tộc Sơn Nam rồi, ông gì quên, ông gì vừa giáo sư Nguyễn Khuê đó. Không phải, ông gì Khê, Trần Nhãn Khê. Ôi, chết rồi. Ông ý đó là mấy vị đó là... Mấy ông đó thì rành mấy cái này lắm à.
Ông cái này tiếng địa phương mà sao rành hết chứ. Không, Việt Nam mà. Địa phương mà sao rành hết. Ông dân Việt Nam mà. Một cái vùng Việt Nam lớn lắm ạ. Đúng rồi. Một cái vùng Sóc Trăng của anh ông lớn, Trà Vinh của anh lớn khủng lắm. Rồi anh hỏi mới một cái làng mà có cái tiếng riêng. Không, nếu mà nghệ sĩ Bảy Bá đó, cụ Diễn Châu, cụ Còn hỏi cũng được nữa. Tại cụ là người Đông Xuân, Trà Cú đó, là cũng là người Rạch Nam Bộ đó. Bây giờ không, nhưng mà mình khi nói vậy là mọi người sẽ hiểu, sẽ phân tích được. Hồi trước 75 tôi xin nói anh biết á, cái tỉnh Trà Vinh là cái tỉnh cục. Giống như cái hẻm cục vậy đó. Nó tới ngã ba Vĩnh Long đó, đi thẳng về đi quẹo trái về Trà Vinh 60 cây số nó tới thị xã, còn đi thẳng vô tới Cần Thơ 30 cây số tới Cần Thơ rồi, mà đi qua Cần Thơ xuống Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, đi suốt qua mũi Cà Mau luôn. Đó là ngã ba Trà Vinh đó, người ta gọi là ngã ba Cần Thơ đó. Thì từ đó vô quả trái vô Trà Vinh xong, mà vô đó là thành cục rồi, hết đường đi nữa, gặp biển luôn. Cái tỉnh đó là cái tỉnh cục rồi đó, cục cuối cùng. Không phải là cuối cùng nhưng mà nó cột vào trái cái là cột bên này biển, nó bao danh là bao quay là biển, như là sông Tiền cái sông Hậu à, biển rồi cả biển à. Nó chứ không phải giáp giới với Campuchia hả? Không có, không, nó không giáp Campuchia mà nó chung quanh là sông, xung quanh là sông biển, sông 12 bên ra bên sông Tiền, bên sông Hậu à, ra biển luôn à. Nó là thuộc nó bao Bù Lao rồi còn gì nữa. Nhưng mà nó không Bù Lao, không nằm Bến Tre, nằm Giang, nằm Giang chứ không không phải Bù Lao, mà Bến Tre mới là Bù Lao. À thế à, à nó vậy. Cho nên là cái tỉnh đó ngày xưa đó, người ta sinh sống bằng cái nghề chính của người ta là ruộng. Cái ruộng. tỉnh Trà Vinh là rạc của người Khmer à? Ruộng không à, chứ còn cá đó, là cá mắm rồi, cá muối rồi đó, là đánh bắt tàu bè rồi đó, là rất là hạn chế chứ không có thể. Tại sao vậy? Tại vì nó cái dân ở đó nó sống như vậy mà gần. Nhưng mà đấy, người ta không có sống bằng cái nghề đánh bắt chính, mà cái nguồn thu chính của người ta là ruộng. Đi kèm là mới là đánh bắt thôi, chứ đánh bắt không phải là chính. Còn ở cái miệt sông nước vút với Cà Mau dưới kia đó, là miệt chính, chính là lần này Cà Mau Bạc Liêu rồi, Cà Mau Bạc Liêu rồi mới là chính cái nghề đánh bắt. Nó vậy. Còn trên này người ta cũng có ghe vậy, nhưng mà đi đánh bắt gọi là vậy thôi, chứ không nhỏ phải lẻ là nhỏ lẻ, chứ không có tập đoàn giống như Cà Mau. Cà Mau Bạc Liêu dưới là Trà Vinh nó giáp với bên không, Trà Vinh nó nằm giữa sao Cà Phê được. Trà Vinh nằm đây, bên là Sóc Trăng, bên Cần Thơ, bên Vĩnh Long, bên đã, nó nằm vậy đó chứ đâu thôi, chứ không phải là nó bị nó cái sao Cà Phê này ở đông vậy. Hồi xưa Bến Tre Trà Vinh là của người Khmer hết đã, nó ảnh hưởng Cà Phê dữ lắm. Không biết bị gì cả cái miền Tây là của Khmer, cả miền Tây Trà Vinh. Tại vì Trà Vinh nó với Sóc Trăng nó cách nó sông thôi, giống như cái chùa của Hà, chùa mà hồi xưa tôi xuất gia đó, là chiều á là ra mà ra sao là cái đài Sóc Trăng, cái đài của người Khmer đó, là họ phát thanh mình nghe đó, gió thổi rồi cứ chịu khó đi khoảng mấy cây số nữa là nếu mà người đã biết lội là lội qua sông Sóc Trăng bên kia luôn á. Miền Nam Việt Nam Sài Gòn trở xuống tuốt cái kia đó là miền của Lê Văn Duyệt khai phá, rồi cái xuống nữa là Tôn Thọ Tường, xuống tới Rạch Giá đó, rồi còn tới ông Giá đó. ông Mạc Thiên Cửu nó chứ. Mạc Thiên Cửu là đó là nó thuộc từ Tàu rồi. Rồi ông không, Mạc Thiên Cửu, Mạc Thiên Cửu là trong này rồi mới ra Phú Quốc. Ông là Kiên Giang trước cái đá. Cửu Hà Tiên. Xuống Hà Tiên đó. Kiên Giang là rồi ông mới lớn ra, mới ra Phú Quốc. Ở trong này xong rồi ông mới đi ra Phú Quốc cũng khai thác thêm. Cái gia đình nó nổi tiếng lắm á. Tao á. Thì gia đình nó Tàu Di Cư mà. Tàu Di Cư mà. Ờ thì Di Cư đó, đi Di Cư mà ông nổi tiếng gia đình á. Giờ Bến Nhân còn lăng tích không á. Ai chợ ở đâu cũng vậy, giống như Sài Gòn này có chú Quả. Sài Gòn có chú Quả, miền Tây miền Nam. Mạc Thiên Cửu, Mạc Thiên Tứ thì ông được cái tích điều mà sinh tử phù cừ đó. Nên nổi tiếng nhiều việc, nó dính tới đời và cũng dính tới đạo nữa đó. Đó. Đời thì quá công, mà mở đất. Mà đó. Đạo thì dính tới vụ nào sinh tử phù cừ đó. Là cái gì đó là lấn đất dành dân của người ta đó, ông ơi. Ông đừng tưởng hiền từ gì. Cả cái miền Trung là của Tràm, miền Nam là của Miên. Ở đâu có cây thốt nó mọc lên là đất nó nói Miên là đất đó của nó. Thì bây giờ là mình nói về nước Mỹ này. Chỗ nào mà có người mỏi da đỏ thì vực Cali bên kia. Chỗ nào có gì đó, có mấy cái thấy không? Cái nhà gì đó là họ nói của Mỹ sao? Thôi, nói chung là thôi mạnh được yếu thua đi. Mà cái cây thốt đó có nghe nó lạ lắm á nghe.
anh coi vậy chứ nó triền miên sống hoài mà sống nó nhảy đâm chồi, đâm chồi nảy mọc, nó cứ mọc lên hoài, mọc lên hoài, hết cái cây già cái là cây non nó mọc tiếp, nó mọc hoài vậy đó. Thành ra miên nó mới nói chỗ nào có thuốc nó cũng tại vì mà thuốc nó cây thuốc nó là được làm được cái gì, cái cây đó cái trái thuốc nó làm đường thôi, làm đường, làm đường thôi, thuốc nó thôi cái gì, trồng củi còn... thôi chứ làm gì đó, trồng làm củi vậy đó. Cây thuốc nó bây giờ nó có cái là cũng làm thuốc được, nó ngay nó cũng thuốc nam được, nó trị gan à. Cái đó không biết làm sao chứ cái mã ông nội tôi, cái đất tôi mua chỗ gia đình tôi dưới quê đó, Trà Vinh đó, đi có 100 bước là cái cây thuốc nốt to đùng. Hồi đó tôi về tôi mua cái đất đó thì cái cây cũng còn bằng cặp chân tôi à, mà bây giờ nó bự lớn rồi nè, mọc giữa ruộng ta vậy đó, là người dân tôi phải khoanh cái đất đó lại để cây thuốc nốt nó mọc, không được đụng tới đó. Tại sao vậy? Thì để cho nó đẹp, nó che nắng, che mưa, bữa trưa người ta làm lúa, làm cây nó như công ty dừa hay sao vậy? Như cây dừa, giống như cây dừa đó nè. Không. Nhưng mà đứng xa xa nhìn rất là đẹp. Giống như cây tham vậy đó. Nếu bây giờ, về xứ Trà Vinh, Sóc Trăng á, mà không có cây thốt nốt là không có cái hồn. Thì Bến Tre là không thấy cây dừa, không thấy cây dừa là không có cái hồn nữa. Mỗi một tỉnh nó có một cái đặc biệt. Hãy mà bước đi về Trà Vinh mà không có cây thốt nốt thì thôi đừng nói Trà Vinh, không còn gì nghĩa. Giống như Hà Nội anh bây giờ á nghe, mà đốn hết cây bàn á nghe thì nó trật lắc, chứ không phải là Hà Nội nữa. Hà Nội là phải có lá bàn, lá bàn rơi đó, vậy thì mới gọi là Hà Nội. Bây giờ mới không đốn sạch, sạch rồi, không còn cái lá bàn nữa. Hồi xưa là dòng chính khúc Cửu Long mới mới chơi lắp hết cái cỏ tám mình nó phá cái địa linh nhân kiệt á. Tại sao lắp chỗ nào phải cờ cờ nào cơ? Dạ ông hỏi tôi đâu nhớ, tại tôi đâu phải cái máy đâu. Không phải, nhưng mà xe ra Kiều Lâm là có 9 cửa. Nhưng mà lắp hết cửa thôi. Lắp hết cửa rồi thôi. Tự nhiên hay là mình người làm? Thì mình hết chứ, đã cái đó thiên nhiên nó tạo rồi thì người làm. Rồi nó phá cái địa linh nhân kiệt. Chứ đúng ra đó, cái địa linh nhân kiệt là nó dồn về miền Tây. Không biết, không biết cái vụ mà phá... Bởi vì phải Thác Sơn và Cửu Long thì nó mới đúng cái địa linh nhân kiệt để âm dương nó lưỡng toàn. Này chơi lắp hết cửa nó giống như hồi thời cái lăng của cụ Nguyễn Quỳnh Đức ở Long An, nhớ không? Long An cũng Pháp, Pháp nó chơi đây mà thời Pháp chơi này cũng hay lắm, mà lâu rồi giờ không nhớ, kể không có đầu có đuôi kỳ đâu thôi, nhưng mà nó chơi nó hay ở chỗ là anh biết không, cái bánh phồng mì nè, cái này bánh phồng mì nó làm nếp, ông nhớ không, ông nướng lên nó, ông ngậm nó ngon hơn là bánh lại ăn không lan bánh gì dạ. Mà người ta ăn gỏi đó, người ta ăn gỏi nó có cái bánh phồng tôm, bánh phồng tôm ở đó nó mới ngon, còn hơn bánh phồng tôm, tại bánh phồng tôm anh làm có dầu, còn nào có dầu không, này không có dầu, bánh phồng tôm này cũng không có dầu nữa, giờ nướng mình bên đây mình cũng nướng chứ mình đâu có, hồi xưa giờ người ta chiên không, bây giờ thầy mới nướng chứ trước giờ người ta toàn chiên thôi, nướng không có nướng mà ngon hơn chiên nữa, không có dầu, nướng nó đỏ hết không thầy, để mấy cái quay quay chứ không có nước, để mấy cái quay quay nó nở ra phút nở nó có dầu, còn ông này hoàn toàn không có dầu đó. Nhưng mà nó có nước cốt đó, có chút nước cốt có không thầy, nè nước cốt ăn không vậy à, còn nó không ăn không người ta xé ra ta nhai không, này còn kẹp bánh ra kẹp bánh tét nữa, kẹp bánh tét nữa, bánh tét là một kẹp cái kẹp cái ông anh ba này cũng biết đấy, biết kẹp bánh tét đó hả, trời xưa tôi chuối á, tụi tôi ăn ở dưới là ăn Hà Tiện, dân nhà quê mới ăn vậy, chứ còn thường thường là ăn rời vậy, chứ ăn chung vậy là cho nó mong ngon. Bình này, bình này là nước nè, bình nước đâu. Nó mong ngon. Ờ, đẹp ngon. Ờ, anh đẹp vô cho mong ngon á hả? Nghe để nấu trên mạng như nè, để cho bà con ta nghe, ta mới định nghĩa cái tại sao gọi là bánh phồng nướng nó chùi. Thế cái mà đã khi nói thì tôi đâu nhớ đâu, thì khi nói mới nhớ chuyện chùi đó. Nó không chùi á, tới chừng là để lâu á, nó qua Tết tới tháng 2, tháng 3 đó không. Tới tháng 2, thôi mày không muốn đi uống hết trà nó đậm lắm, tôi uống chút gì được rồi. Tới tháng 2, tháng 3 đó, cái tôi bắt đầu tôi mới, bởi nó hết có chùi rồi đó, thì thắng nước đường, rồi đó bà ngoại tôi mới làm vậy đó. Bà ngoại thì chia về bánh phồng rồi nè, rồi quết cái in vậy đó. Nghĩa là bây giờ thì không còn, thật ra hồi xưa cái cối mà đó là, à, ngoài vuông trong dạ đại trên tròn đó, cối xưa cái câu đố đó, khi ăn gạo trắng, khi bòn gạo dân, khi trong nhà, khi ở ngoài sân, khi chơi bốn nguyệt, khi lăn bóng đèn đó, là cái bài cái câu đố của cái cối ăn gạo đó. Nói tới cái bích xong này tôi nghĩ chắc có lẽ chỗ cái ông Cần Thơ đó, ông Rạch Giá đó,
ông Bích, ông lớn biển đó, thì khả năng là nói mấy ông nghiên cứu coi, tại tôi thật sự đó, tôi không phải là nhà sử học. Tại năm 1890 đó, tôi có về Rạch Giá để tôi lãnh cái công trình lấn biển đó, của tỉnh ở dưới đó. Hồi đó nó trả cho tôi cũng phải bằng tiền, nó trả cho tôi bằng cái núi đá kế bên đường đi xuống Rạch Giá, bên trái bên tay phải có cái núi đá mà nó khai thác từ hồi đời Pháp cho tới bây giờ cả trăm năm hơn rồi đó, mới mẻ có một miếng. Từ xa ông nhìn vô cái núi khổng lồ vậy đó, mà cả trăm năm nay Pháp nó khai thác cái đó, nó mẻ có một miếng rồi. Mà khai thác cái núi đá đó ông biết để làm cái gì không? Tôi cũng đã liên hệ với nhà máy xi măng Hà Tiên rồi đó, tại lấy cái đó là đá non mà núi vậy mà non đó nghe, lấy cái đá đó chở về xi măng Hà Tiên hết đó. Toàn bộ nhà máy xi măng Hà Tiên và tiêu thụ cái núi đá đó không đó, xây ra làm xi măng đó. Vậy là cái thời của ông là ông làm đó, là rốt cuộc xi măng Hà Tiên nó bị thưa kiện rồi, làm 89, nó mới đem đi 89, về, nó mới đem ra khỏi thủ đất cái hả? Thời không trước đó nữa thầy, lúc đó thì bắt đầu thưa kiện rồi đó, nhưng mà nó chưa có ầm ĩ lắm đâu. Đêm cái tối đi trực tiếp đi vô tới nhà máy xi măng Hà Tiên, thương lượng nó xà lan về tới đâu rồi xe tải bốc ra làm sao rồi về tới bắt đầu là tôi biết được ở Sài Gòn là lúc mà thương kiện xi măng Hà Tiên á. Ồ để tôi lấn biển đó, hồi đó mà tính tới cái chuyện lấn biển là tính chuyện trời thần không à, tại vì thiện đó mà làm vậy. Mà tôi về tới Hà Tiên, tôi mong man tới xi măng Hà Tiên nó đồng ý là nhận cái núi đá, bởi vì để cộng thêm cái sản lượng cho nó đó. Mà ngày xưa cái mức độ xây dựng nó cũng có chừng, tôi nhớ nó không mạnh như dạ. Cái sau này nó đầu tư nhiều á, là cái thế tiến bộ của nhân loại khoa học thì mình đáng là trân trọng, mình rất là mừng cho, để cho nó có cái chỗ cho con cháu. Nhưng mà điều nó đưa là một kết quả vô cùng thảm hê. Cứ lấn như vậy rồi cái lắp lấn lắp lắp rồi bây giờ tương lai á, thứ nhất là một mặt thì lấn, còn một mặt thì móc cái ghe nó xuống đất á, móc thì vô tình nó sụp xuống ha, mà chết một cái nha. Cái thứ hai nữa đó, các cái dòng sông nó chặn nước hết trơn, tới chừng mà rủi mà Mekong mà nó đổ về một cái thôi, má nhìn nó ra là nguyên cái lục tỉnh Nam Kỳ là coi như là nước nó lên khoảng mười mấy thước, từ mặt đất nó lên mười mấy thước là coi như xác nó trôi lình bình như là cá mè, mà nó tới mùa mà nó bây giờ hiện tại bây giờ Trung Cộng nó chặn hết rồi thầy, nó làm cái tập tâm điệp á chặn hết rồi. Không, nhưng mà tương lai nó phải tới xảy ra vậy đó, tương lai là cái 6 tỉnh miền Tây nó phải dùi ra biển lửa nước biển nước thôi, tùy theo ông Trung Cộng ông ấy thả nước ra không đặt nước ra thôi. Chạy từ trên dưới Hy Mã Lạp Sơn mà chạy xuống ông mới chặn rồi chạy về biển Hồ ở dưới Cao Miên mình á, cũng biển Hồ cũng cạn luôn, Lào cũng cạn nước đó ngay, rồi từ biển Hồ chạy về mình. Gì ngày xưa á, nó cái địa nguyệt nó nằm ở ngoài miền Bắc thấy không, ngày tới trường mấy cha chơi cái thời của vua Đinh hả, của ngài Đinh Bộ Lĩnh. Rồi sau đó cái đầu tiên thì coi nước Nam là nhỏ bé mới gọi là ly lâu là ly lâu chứ không có ly, chứ không phải ly lâu hả? Ly là sau này đổi lại thôi. Từ ở phương Đông á, ở bên Tàu nhìn qua cái nước An Nam thời bây giờ là gọi là Mang Di Mội Rợ là Cung Ly. La Man. Cung Ly hả? Bởi cho nên á, người Việt mình nó biết là người Việt mình đi tới đâu là quýnh tới đó, quýnh là tự xé rẻ nhau mà thiệt đúng nha. Bây giờ tôi thấy cái câu là họ dự đoán đúng, bị cái Cung Ly. Cho nên là hợp vô là nó quýnh à. Thì ông thấy giờ người Việt mình qua bên đây thôi, tôi qua Mỹ cũng vậy đó, hả, họp cho làm ăn là vài tháng vài năm không, không ai chịu thua ai đó, không ai chịu thua ai đó, vậy đó thành ra Cung Ly. Cho tới thời sau này á, các nhà nghiên cứu đó, thằng Tàu nó chơi mình rồi, không có cái ly được mà ly, đổi lại là ly lâu thành, cho đó nó tính nó tức gồm không, nó đặt là ly lâu thành. À coi đâu biết, cho nên cái tuồng mà của ông soạn giả Vĩnh Điền phải là soạn cái tuồng mà Trưng Trắc Trưng Nhị đó, hồi cô Trưng Trắc là cô Thanh Nga cô hát đó, là lúc đó cô hát cái chữ đó là sai đó, thời của cô của bà Trưng á, bà Trưng Trắc á là nó còn là ly lâu,
Nhưng mà của cô Thanh Nga có hát thì chắc lúc đó thần giả Vĩnh Điền ông không nhớ, ông mới để là Lui Lâu Thành. Thành ra khi bà Thanh Nga hát bên đây là hỡi phu tướng cách tường thành 50 dặm gì đó, rồi nó nay giọng cáo trước Ly Lâu Thành á, là chữ ly là phát âm sai, lúc đó là Ly Lâu, sau này mới đổi lại là Ly Lâu. Cái lịch sử nó như vậy. Rồi bây giờ bắt đầu cái sau này á thì nó làm cho đủ thứ nội gia sáu thịt xong thì cái địa nguyệt á nó từ từ nó đưa vô tới cái miền núi, mà trên đó là cái Đà Lạt là chính đi, mình nói thêm miền núi Đà Lạt Paraguay. Thế thì nó muốn chơi phá địa nguyệt nữa thì nó mới đưa cái mỏ thép về, nó làm ngay cái Đà Lạt á, lên cái đường cái khu vực miền núi đó. Thì cái kỳ mà nó cùng với cái trước cái thời kỳ mà dụng mà cho thuê đất 995 là nó phá cái địa nguyệt đó. Nó mỏ thép nào, mỏ thép gì mà trên Đà Lạt đó đâu có Đắk Nông Nhân Cơ thôi, chứ trên nữa đâu có thép, chỉ có Nhân Cơ thôi. Không, Tàu nó mướn cái đất đó nó làm đó. Nó 99 năm Nhân Cơ, nó phá cà phê của người ta nó làm. Chắc cái nông trường Nhân Cơ xưa thì đó nói, thì tôi nói nó miền núi đó, tôi không biết cái tỉnh nào. Khai thác đồng thao gì tụt lúc đó. Thành ra nó phá cái địa nguyệt đó bởi vì cái từ ở ngoài nơi thủ cũ đó, là thủ đô của dân tộc mình đó. Từ Ly Lâu Thành á chạy dài cho tới Cà Mau thì nó hình chữ S thì dí như một con người nằm dài, mà con người thì sống nhờ cái gì, cái rốn cái bụng là phải không? Mà nó chơi nó khóa nó là ngay chỗ này có đồng có thao, nó chơi nó cứ nó lụi hoài không chịu nổi không? Trời, làm thủy điện nó khổng lồ, nó làm đó là thật sự ra đó là nó chơi dân tộc Việt Nam rồi. Đã sao bao nhiêu đất đỏ đất trục đi đó. Thành ra bây giờ ngay cả mà bây giờ thay gì á có những cái dự đoán, ví dụ của đức tiên sinh, các vị tiên sinh về trước, ví dụ như tiên sinh Nguyễn Bỉnh Khiêm hay là các vị tiên sinh như gần nhất như ông Đạo Bán Khoai đồ đi, thì thật sự họ dự đoán trúng đó. Nhưng mà bây giờ nó không trúng là sao? Tại nó phá cái địa nguyệt mẹ rồi tính lúc xong. Bởi vì Cửu Long Thất Sơn thì nó mới đủ âm dương lưỡng toàn, ông hiểu không? Hãy nói về chính nữ thì có Cửu Long, mà nam thì có Thất Sơn, mà Thất Sơn bảy núi dưới này Cửu Long là phải là cái địa nguyệt người ta ngon lành không? Hết trơn, không biết sao vậy, đó là không biết ai sắp xếp không biết. Thành ra nó bắt cái trơn thành đây, vô tình mà ông Ngô Tất Kiệt, ông cứu nó là mấy ông về hội họp Thất Sơn, tao đâu dám về, nó phá địa nguyệt mà. Ông nội bên này cứ nói tào lao chứ đâu dám về. Ví dụ như cái các gì Thiên Liên đi mà nói gì là người ta làm tao phải dòm chứ dòm sao, giống như Đức Phật muốn xuống cõi Ta Bà rồi phải dòm dòng dõi của vua Tịnh Phạn bảy đời nhân đức mới dám họ thanh xuống chứ. Đằng này cứ bên này cứ la lên Thất Sơn là cái nơi hội tụ nhân tài, Thất Sơn là nơi hội tụ các bậc thánh chờ để rước các vị thánh về, nào là Đức Huỳnh Phú Sổ, rồi nào là ông Lê Văn Việt, rồi nào là gì đó vua Thành Thái Di Tăng, rồi rước hết sao rồi các ngài về đó hội họp. Nhưng mà nó phá ra hội họp gì nó gọi là anh linh tiên đế bản hồn cha mẹ ta còn kéo đó hội họp, không? Ông đó ông làm gì mà ông giàu quá không? Ai thiệt á, đi làm ba cái đồ cung cấp lên nhà chính phủ á, làm ba cái bàn. Nói chung mỗi người nó có cái phước không anh? Tao giàu dữ, người giàu lắm à. Có nhiều người á, ta làm đồ tác mà tối chúng ta không giàu, ví dụ như ông Đan. Có nhiều người làm chơi giàu đó cũng cái phước người ta. Nói đó thiệt là ông để dành phước sau á, chứ ông dữ lắm á thầy. Cái người có phước á thì các trò thấy nè, có phước là tiền của nó tự nó bò tới nó tìm mình này nha. Cái phước của ông không thành chưa rồi thấy không? Còn mà không có phước rồi cái đó thì cái bản thân. Chứ cho con bớt mớ cũng không thành chưa. Thì bản thân tôi nè, nói thiệt á. Chính có những lúc cũng đang thấy, có những lúc mình kiếm tiền sợ tháng này không có tiền theo không? Mà ngồi mà trong ngóng nó không bò tới. Mà có lúc không cần trong ngóng tự động nó bò tới mà ông đang không giật mình đó nghe. Không xin sợ ai mà bò tới, mà có lúc mình cần nó không bò tới. Mình nói vậy đó, nó là cái phước phàm tình của mình nó còn vậy đó. Tháng này có ai bò. Bò nhiều quá chứ, bò nhiều quá tôi làm từ thiện á. Hôm qua tôi biểu, tôi nói thôi,
bây giờ nó thiệt, năm nay là tròn tròn 10 năm. Mười năm tôi tròn 10 năm mới là 11 á, là tại vì Tết thì là ăn 11 cái Tết ở Mỹ rồi. Thành ra tôi nguyện tôi có nhiều tôi bung hết à, bung hết, miễn sao mà có tiền nhà trả tiền nhà là thôi, lỡ hết tiền thì mình đi đi ra xin ra đi lãnh đồ từ thiện ăn. Ra ngày hôm qua nó còn chỗ tôi chưa làm, đó là cái chỗ mà bệnh viện Tâm Thần á, Trà Vinh á. Rồi hôm qua cô Tư cô chạy ra cô hỏi, nay nó lên nhiêu, gần 200 người tâm thần, 30 mấy đứa trẻ mồ côi ở chung nhưng mà nó riêng, ví dụ như cùng một cái khu đất đó đó, con gì nó cắn, không phải cắn mà nó ngứa, đó là thành ra tôi nói thôi. Hôm nay nó ngứa có một chỗ rồi, ông cũng phải coi chừng, có một chỗ ngứa hoài, hôm nay không có một chỗ đó ngứa hoài. Không thì sao lấy tay cô giận, cô dối không tới nè. Đó, đây chưa, có cái cây gãi ông không xài. Cô dối không tới nè. cái bây giờ người bệnh tâm thần thì mình đâu có cho tiền, nó đâu có đâu được đi ra đâu xài tiền, ta ra ta quýnh người sao, tôi biểu đi nấu thức ăn cho ngon đãi cho ta, đi mua bánh mì, mấy người bệnh tâm thần họ thích ăn bánh mì chả lụa quá lắm, đi bánh mì họ mình mua hộp sữa vậy mà họ chế cho họ trét ăn là mà ngỏ, mỗi người nó có cái nghiệp á, mua bánh mì 10.000 đồng một ổ với chả lụa nữa là cho 15 đi, cho bự mì bự, làm 200 ổ, rồi cái ủng hộ thêm mấy triệu cho ta nấu ăn buổi trưa đó. Nhưng mà bây giờ á, mình làm mình biết thôi chứ thật sự vô quay phim nó kỳ, bởi vì lý do là đang lúc dịch bệnh. Mà nếu mà lỡ trong cái bệnh tâm thần mà một người á mà lây cái là nó chết người ta, cái bệnh viện người ta cũng tợ, không phải cái bệnh viện, cái đó là cái trại nè, tập trung hả? Cải tạo tập trung những người bệnh tâm thần. Thì cái người mà quản lý trong đó tới 30 mấy người á, vì mấy mỗi khi nó nổi cơn điên lên nó quýnh lộn, người ta phải can thiệp, rồi nào bác sĩ, rồi nào tắm rửa, rồi nào là cái gì đó quét dọn, rồi nào là nấu ăn, rồi nó tất cả 30 mấy người. Hồi nay giờ tôi nghĩ tôi nói thôi, có nhiêu tôi cho nhiêu, rồi có nhiêu cho nhiêu đi, kệ, thấy cũng tội thôi. Quên hôm nay mình biếu, thí dụ như dưỡng lão mình biếu rồi, chùa chiền mình cúng rồi, người nghèo mình cũng giàu không hết, nhưng mà mình có làm rồi mà còn tâm thần. Thành ra thay gì thôi, làm chỗ bình nhiên tâm thần nữa. Như vậy thôi, thầy cho con 100 đi. Không phụ 100 nha. Dạ. Trời ơi, nghe nói gần 200 người, mà thiệt 200 người mà nổi cơn lên, cái nó quýnh lộn, mấy đúng chục lại, người. Cũng lại kiếp người nó khổ. Bạn thấy tội, đừng nghe thôi. Nhiều người đã nói là có khi tâm thần mình sướng hơn là tỉnh hết đó. Không biết cái mẹ gì đó. Mình sướng hơn là tỉnh. Thì đúng. Tỉnh có khi mình còn lo chết mẹ hơn. Đúng. Mình lo, đó cũng hay. Tại vì có cái câu chuyện mà tôi kể hoài đó. Cái ông đó, ông đại Phật đại gia. Mà tự nhiên cái ông có cái bệnh lãng quên. Cái câu chuyện Phật và Phật nói đó nghe không? Lãng quên. Mà điều nói Phật chứ đừng bắt lỗi tôi nói Phật nào, bởi vì nó là trong cái câu chuyện Phật giáo á, thì cái đó thừa là Phật nói thôi. Ví dụ như giờ ông đang đi, giờ lơ qua gặp ông ba, không biết ông ba là ai, cái gặp thì không biết gì đó. Rồi bắt đầu cái gặp tôi cũng biết, tôi không nhớ tôi ai, thì nhớ mang ma, không nhớ là cái tên gì thì kia nọ, cái mình lãng quên vậy đó. Ông cái ông mới tức quá, ông nói trời sao tôi thấy anh mà tôi không nhớ là ai, là kia tức cái người mà lãng quên tức chứ không. Tức quá ông mới đi dán cái kia vào cái cáo thị đó. Nếu thầy thuốc nào mà giỏi mà trị cho tôi được cái bệnh mà nhớ lại đó, là tôi sẽ hiến bao nhiêu gia tài vậy đó. Thế thì ông có thầy thuốc giỏi đại tài mới lại khi ghi danh để mà thì cho ông có bệnh nhớ lại nhớ. Hồi ông lãng quên á, thí dụ giờ tôi lại tôi thăm ông ba, lại thăm ông đa, mà ông đa ông quên rồi, thành ra ông không đi về mẹ cho rồi, chứ không nhớ tôi mình ở chi phải không. Còn nhớ ngồi kể chuyện tao sao thất bổn thì nó mới. Thành ra ông thấy là lúc đó ông tưởng đâu vậy, là ông cô đơn ông buồn bã. Cứ con cháu rồi bà con thân nhân bạn bè tới thấy mình không nhớ gì tới, nó chán nó bỏ về, chán bỏ về, thì ông thấy ông cô đơn ông buồn bã.
Nhưng mà tới tiền mà trị xong ông nhớ rồi cái đó thì hết cái này nó lại cậu nó kia chú nó nợ bác nó nợ dượng nó nợ ông nội nợ bà ngoại nó nợ là chủ chủ là tớ rồi trời ơi nó đeo suốt ngày suốt đêm ăn ngủ ông mới có tiền không thì ông đại gia mà. Ờ, đại gia thì đúng rồi còn phải nhận đi để nói chuyện đại gia thì kẻ có bần gia thì là tôi thấy ông ăn ngủ không cửa hồi xưa ông quên vậy đó mà ông muốn ngủ là ông vô đi ngủ à kệ mày muốn làm gì kệ mày ở đây tao không có lo gì hết đây tới thì ông nhớ là một cái đó thì bắt đầu ông nhớ là bữa đó mày mượn tao mấy cái vàng mày chưa trả nhỏ kia hùng công ty làm ăn rồi mấy mày kia ông nhớ hết ra cái nọ rồi tao ngày đó đi đòi nợ ông cũng điên cuối cùng nói trời ơi sao mà mấy tháng năm mình lãng quên sao mình hạnh phúc quá mình an nhàn quá còn bây giờ từ khi nhớ tới bây giờ rồi đó ngủ không được rồi sợ mấy con nợ nó lé lên giết lé còn nó quên nó đâu có quan tâm bây giờ nhớ đi đòi nợ nó sợ nó giết lén nữa khổ quá cùng khổ thế thì ông quyết định ông dán cáo thị trở lại để cho ông ai mà trị được cho ông bệnh lãng quên trở lại như cũ đó thì ông chia nửa gia tài dán cả năm không ông nào dám tới cuối cùng đi mời cái thầy thuốc cũ á cậu uống thuốc lại ông nói thật sự là ông có cái thuốc trị cho nhớ dài chứ ông không có thuốc nào mà trị cho đã quên ok tôi con cảm ơn thầy nè, dạ, cảm ơn dạ, dạ con đi đây cái insurance của mình đó dạ. Tôi làm cái hàm răng tôi nè oh man 2,000 mấy 3,000 nó cover hết Medicare mới hiệu lực á anh đỡ khổ đó nó mới hiệu lực.